cửa hàng nông cơ Phúc Luân xin kính chào toàn thể mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái lô máy cưa xích. Thì cái lô này bao gồm 7 cây nhé, 6 cây tay dài và có một con tay cục. Thì mọi người xem qua nhé. Cái lô này em vừa rửa ra thì cũng có con nổ dọn rồi và chưa dọn, thì em giới thiệu qua cho mọi người. Mọi người ưng ý con nào thì kết bạn qua Zalo, thì em sẽ test nổ video cho mọi người ha, và em sẽ báo giá cụ thể. Rồi thì cái con đầu tiên, con này là con máy cưa Curit, con này V3201 lam, thì lam 35 nhé, mà cắt còn 30, sử dụng xích chung chân 91 ha. Máy thì có phanh xích nè, có nút xả gió, bơm xăng nè, bơm xăng tự động ha. Đó, e gió nhé, e gió cũng e gió tự động nhé. Đây, kéo e thì lên ga về. Rồi con này nòng đứng nhé, con này 32cc. Đó, tình trạng máy móc là nguyên zin, con này máy zin chuẩn của Nhật Bản luôn. Đó, đẹp long lanh luôn ha, bô này còn trắng sáng luôn. Rồi con này là giá là 2.350.000 nhé, cộng thêm tiền ship nhé. Rồi con này là con V3201 giá 2.350.000 cộng thêm tiền ship, máy sẽ được dọn nổ ngon lành đàng hoàng nhé. Rồi con này là máy Nhật nhé. Rồi qua tiếp theo nha, con này là con Echo 3001, nòng nằm tay dài, máy thì còn khá đẹp luôn. Con này em sẽ vào lam xích đầy đủ nhé, lam của này lam 40, xài xích chuột nhé. Con này 30.1cc. Đó, giá của con này là 2.000.000 nhé, bên em bao ship. Rồi con này là con Echo 3001 nhé cả nhà. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn, máy Nhật nhé, máy zin nguyên bản của Nhật. Rồi qua con tiếp theo, con này con VOV, con này còn rất đẹp luôn nha cả nhà. Con này về dây giật là còn trắng sáng luôn, con này có trợ lực nhé, con này dành cho các bác lớn tuổi. Đó, xài thì xài con này kéo dễ nổ mà nhạy nổ nhé. Con này Ruby KS 3500, 33.4cc, máy móc về là đẹp nhé, bô này bô còn sáng giới luôn. Đó, ông bô thì chưa khói máy, con này là có trợ lực nha. Đó, rồi giá của con này là 3.000.000, có làm xích đầy đủ nhé. Ruby máy chạy cực kỳ ngon luôn, con này rất là mới, con này đẹp chín nút luôn. À, có hai con Ruby, con Ruby kia thì không đẹp bằng cái con này, con này thì rất là đẹp nè. Đây, phần bên trong nè. À, con G này, con Ruby này nó xài chung với con G luôn nha, nó là với G nó xài chung á. Đó, chế Winro nè, con này ở bên trong còn quá mới luôn nha mọi người, đất thì cũng còn đất Nhật ha. Đó, rồi thì mọi người xem con này sử dụng gia đình luôn, tầm trung luôn ha, có trợ lực nha, có trợ lực, xài cực kỳ ngon con Ruby này nhá, Ruby 3.500, máy có trợ lực nha, rất đẹp nha. Rồi tiếp theo bên này con Ruby, cũng là thương hiệu Ruby luôn, con này cũng chưa có làm xích nè. À, máy móc rất đẹp, con này Ruby 345 nha. À, giá của con này là 2.700.000 nha. À, con này không có trợ lực, con này bơm xăng phụ ha, máy zin của Nhật. Rồi tiếp theo con này là con Hitachi CS 35, con này giá là 1.900.000, làm xích là dài 40. À, máy móc còn rất đẹp, con này tay dài ha. Rồi giá con này là 1.900.000 nha. Rồi qua con Estin 010 V nè, giá của con này cũng là 1.900.000 luôn nha, xích thì còn rất đẹp. Đó, máy móc thì em sẽ dọn nổ không là đàng hoàng, hơi với nòng gen rồi các thứ em đều là bao zin hết cho mọi người ha. Rồi con cuối cùng, con cuối cùng là cái con Singu 270T. Đó, con này thích hợp đeo cây ha, con này 27cc, máy đẹp nhá. Rồi thì mọi người mua thì liên hệ vào số điện thoại 034 434 170 để mua hàng nhé. Rồi
Bye bye mọi người nhé.